Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 4 trong quyển sách toán tập 2 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề 3 Các phép tính với số tự nhiên. Bài số 43 Em làm được những gì? Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 13. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần luyện tập trong phần luyện tập này, các em hãy thực hiện cho cô một số bài tập như sau. Bài tập số 1: Đặt tính rồi tính. Ở bài tập này, chúng ta sẽ tính kết quả của các phép cộng và các phép trừ bằng cách đặt tính rồi tính. Khi đặt tính, chúng ta sẽ đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau và cộng hoặc trừ lần lượt từ phải sang trái. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập này như sau. Câu A:

cộng cho 401.564 bằng 549.777. Tiếp tục, 624.175 cộng cho 459.607 cô sẽ đặt tính ra như sau. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 7 cộng 0 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. 1 cộng 6 bằng 7, viết 7. 4 cộng 9 bằng 13, viết 3

4 triệu 258.179 trừ cho 809.083 cô sẽ đặt tính ra như sau 9 trừ 3 bằng 6 viết 6 7 không trừ được cho 8 chúng ta mượn thêm một chục được 17 lấy 17 trừ cho 8 bằng 9 viết 9 nhớ 1 không thêm 1 bằng 1 1 trừ 1 bằng 0 viết 0 8 không trừ được cho 9 chúng ta mượn thêm một chục được 18

bằng 3.449.096. Tiếp tục, cô sẽ chuyển sang bài tập số 2, chọn giá trị phù hợp với mỗi biểu thức. Như vậy, ở bài tập này, chúng ta sẽ tính nhẩm giá trị của các biểu thức ở cột bên trái rồi nói với kết quả thích hợp. Bây giờ, các em hãy xem lời giải chi tiết của cô. Ở biểu thức A lớn, 1 triệu cộng cho 70.000 cộng cho 30.000 Cô sẽ áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng. Cô sẽ nhóm các số hạng có tổng là các số tròn trăm nghìn để tính cho thuận tiện. Như vậy, cô sẽ lấy 70.000 cộng cho 30.000 bằng 100.000. Sau đó lấy 1 triệu cộng cho 100.000, cô được kết quả là 1 triệu 100.000. Như vậy, giá trị của biểu thức A lớn là 1 triệu 100.000. Tiếp tục, biểu thức B lớn, 1 triệu cộng 700.000 cộng 300.000 cô sẽ lấy 700.000 cộng 300.000 được 1 triệu. Sau đó lấy 1 triệu cộng cho 1 triệu bằng 2 triệu. Như vậy, giá trị của biểu thức B lớn là 2 triệu. Cuối cùng, biểu thức C lớn. 1 triệu cộng 7.000 cộng 3.000. Cô sẽ lấy 7.000 cộng 3.000 được 10.000. Sau đó lấy 1 triệu cộng cho 10.000. Cô được kết quả là 1 triệu 010.000. Như vậy, giá trị của biểu thức C lớn là 1 triệu 010.000. Tiếp tục, cô sẽ chuyển sang bài tập số 3, số. Ở bài tập này, chúng ta sẽ điền các số thích hợp vào các dấu hỏi chấm. Để thực hiện được bài tập này, chúng ta sẽ đi tìm các số hạng chưa biết và đi tìm số bị trừ. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta sẽ lấy tổng trừ đi cho số hạng kia. Muốn tìm số bị trừ, ta sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập này như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm số ở dấu hỏi chấm này, tức là chúng ta sẽ đi tìm số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta sẽ lấy tổng trừ đi cho số hạng kia. Như vậy tổng của chúng ta lúc này là 5.000, số hạng mà chúng ta đã biết là 2.200. Như vậy chúng ta sẽ lấy 5.000 trừ cho 2.200 bằng 2.800. Do đó ở dấu hỏi chấm này chúng ta sẽ điền số 2.800. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi tìm số ở dấu hỏi chấm này, tức là chúng ta sẽ đi tìm số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Hiệu của chúng ta lúc này là 2.800, số trừ của chúng ta lúc này là 6.600. Như vậy để tìm số ở dấu hỏi chấm này, chúng ta sẽ lấy 2.800 cộng cho 6.600 bằng 9.400. Do đó ở dấu hỏi chấm này cô sẽ điền số 9.400. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đi tìm số ở dấu hỏi chấm này, tức là chúng ta sẽ đi tìm số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng kia. Tổng của chúng ta lúc này là 9.400, số hạng mà chúng ta đã biết là 900. Như vậy, chúng ta sẽ lấy 9.400 trừ đi cho 900 bằng 8.500. Do đó, ở dấu hỏi chấm này, chúng ta sẽ điền số 8.500. Tiếp tục, Cô sẽ chuyển sang bài tập số 4. Bác Hồng Sơn một mặt của bức tường hình chữ nhật có chiều dài là 9m, chiều rộng 2m bằng 2 màu, màu xanh và màu hồng. Diện tích tường màu xanh nhiều hơn diện tích tường màu hồng là 6m2. Tính diện tích tường theo mỗi màu. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em giải bài tập này như sau. Để giải được bài tập này, chúng ta sẽ áp dụng phương pháp tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Và chúng ta sẽ thực hiện giải bằng 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm diện tích tường được sơn. Mà diện tích tường được sơn sẽ bao gồm diện tích tường màu xanh và diện tích tường màu hồng. Như vậy, ở bước này là chúng ta đang đi tìm tổng. Đề bài cho chúng ta biết rằng chiều dài của bức tường là 9m, chiều rộng là 2m. Như vậy để tìm diện tích tường được sơn, chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân cho chiều rộng và đây là bước mà chúng ta đi tìm tổng. Như vậy, tổng là diện tích tường được sơn. Còn hiệu chính là diện tích tường màu xanh nhiều hơn diện tích tường màu hồng là 6 m vuông. Như vậy chúng ta đã có tổng và có hiệu rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm được số lớn và số bé. Tiếp tục, ở bước thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm diện tích tường màu xanh, tức là chúng ta sẽ đi tìm số lớn. Bởi vì đề bài nói rằng diện tích tường màu xanh nhiều hơn diện tích tường màu hồng, vì vậy diện tích tường màu xanh sẽ là số lớn. Muốn tìm số lớn thì chúng ta sẽ lấy tổng cộng cho hiệu rồi chia cho 2. Và bước cuối cùng là bước thứ ba chúng ta sẽ đi tìm diện tích tường màu hồng, tức là đi tìm số bé bằng cách lấy số lớn trừ đi cho hiệu. Rồi, dựa vào phương pháp này, chúng ta sẽ thực hiện trình bày bài giải ra như sau. Ở bước thứ nhất, cô sẽ đặt lời giải là diện tích tường được sơn là chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng, tức là chúng ta sẽ lấy 9 nhân cho 2 bằng 18, đơn vị của diện tích là mét vuông. Bước thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm diện tích tường màu xanh, tức là đi tìm số lớn bằng cách lấy tổng cộng cho hiệu rồi chia cho hai. Chúng ta vừa tìm tổng được là 18 mét vuông. Còn hiệu đề bài đã cho là 6 mét vuông. Như vậy chúng ta sẽ lấy 18 cộng cho 6 bằng 24 rồi chia cho 2 bằng 12, đơn vị là mét vuông. Tiếp tục, ở bước thứ ba, cô sẽ đặt lời giải như sau diện tích tường màu hồng là. Như vậy ở bước này chúng ta sẽ đi tìm số bé bằng cách lấy số lớn là diện tích tường màu xanh trừ đi cho hiệu, tức là chúng ta sẽ lấy 12 trừ cho 6 bằng 6 đơn vị là mét vuông. Và cuối cùng, chúng ta sẽ biết đáp số là diện tích tường màu xanh là 12 mét vuông, diện tích tường màu hồng là 6 mét vuông. Như vậy, cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện xong các bài tập có ở hoạt động luyện tập bây giờ cô sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo đó là hoạt động vui học trong hoạt động vui học này các em sẽ được tham gia trò chơi bingo và cách chơi như sau mỗi học sinh một thẻ bingo có kẻ sẵn ô số giáo viên lần lượt đọc và viết các phép tính trên bảng cộng trừ các số tròn chục nghìn trong phạm vi một triệu tìm thành phần chưa biết trong phép tính cộng trừ học sinh tính rồi khoanh vào số chỉ kết quả trên thẻ bạn nào khoanh đủ 3 số theo một hàng, hàng dọc, hàng ngang hay hàng chéo thì thắng cuộc và hô lớn bingo. Cô ví dụ, ở đây giáo viên đưa ra phép tính cộng. 10.000 cộng cho 90.000, chúng ta sẽ được kết quả là 100.000. Như vậy, các em sẽ xem thẻ bingo và tìm số 100.000 khoanh vào. Và tiếp tục, giáo viên sẽ lần lượt đọc và đưa ra các phép tính trên bảng cộng trừ các số tròn chục nghìn trong phạm vi 1 triệu. Các em sẽ tìm thành phần chưa biết trong các phép tính cộng, trừ, rồi sau đó khoanh vào số chỉ kết quả trên thẻ. Nếu các em khoanh đủ 3 số theo một hàng, đó là hàng dọc, hàng ngang hay hàng chéo thì sẽ thắng cuộc và hô lớn bingo. Như vậy, ở trò chơi này, các em sẽ cùng với giáo viên và các bạn trong lớp của mình tự thực hiện nhé. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Có hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.